Được sự cho phép của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc, ngày 6 và ngày 7 tháng 3 năm 2023, tức ngày 15 và ngày 16 tháng 2 năm Quý Mão, xã Phú Vinh tổ chức lễ hội chùa Kè năm 2023. Lễ hội chùa Kè là lễ thanh minh đầu năm, theo tiếng Mường là lễ tha cha chùa. Lễ hội là hoạt động tín ngưỡng quan trọng mang tính cộng đồng gắn với nền nông nghiệp lúa nước, nhằm hướng về cội nguồn, bày tỏ lòng biết ơn đối với bụt bà và các vị thành hoàng làng đã có công hướng dẫn nhân dân đắp mương kè dẫn nước về ruộng và dạy bảo con dân lập đất lập mương, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, con dân no đủ yên vui. Lễ hội cũng là dịp để nhân dân được gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và tuyên truyền giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần quảng bá giới thiệu nét độc đáo tốt đẹp trong phong tục tập quán và đời sống ẩm thực của nhân dân địa phương. Lễ hội chùa Kè năm 2023 được tổ chức với các nội dung cụ thể như sau. Ngày 16 tháng 3 năm 2023, tức ngày 15 tháng 2 năm Quý Mão. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, trang trí khánh tiết sân khấu, tập luyện đội hình màn hoa tấu chương mường, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức các môn thi đấu thể thao dân tộc và các trò chơi dân gian, tổ chức thi đấu môn bóng chuyền hơi nữ. Buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ, tập luyện đội hình màn hoa tấu chiêng mường, trang trí trang trại trưng bày các sản phẩm thủ công truyền thống và nhạc cụ dân tộc, tổ chức thi đấu môn bóng chuyền nam nữ xã Phú Vinh mở rộng. Buổi tối từ 20 giờ đến 22 giờ, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ. Ngày 7 tháng 3, tức ngày 16 tháng 2 năm Quý Mão, tổ chức nghi lễ thờ cúng bụt bà, lễ dâng hương tại chùa. Chương trình khai mạc lễ hội đặc biệt là màn hoa tấu chiêng mường của gần 100 nghệ nhân đến từ các xóm trên địa bàn xã và chương trình văn nghệ chào mừng. Sau chương trình khai mạc, tổ chức thi đấu tất cả các môn thể thao và các trò chơi dân gian như đánh bảng, ném còn, đánh cù, mối sạp, đu quay, đi cà queo, bóng chuyền. Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời nhân dân cùng du khách thập phương biết đến dự, trải nghiệm và tham gia các hoạt động của lễ hội.